Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì tiếp tục nói tiếp cái clip trước là mình dạy các bạn cách chơi cờ tướng á. Thì hôm nay có rất nhiều bạn là kêu mình hướng dẫn cách chơi cờ vua. Thì ok, vào thẳng vấn đề luôn nha. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ dạy các bạn cách xếp mấy con cờ này lên cái bàn cờ nha. Thì cái cờ vua này nó dễ ăn hơn một cái là cái con cờ mình nhìn là biết con gì luôn. Giống như con ngựa thì nó rất là đẹp, nó có hình đầu ngựa đây. Bộ này là bộ rẻ tiền thôi, con ngựa nó hơi xấu tí. Nhưng mà cái bộ nào mà mắc cỡ 1 triệu mấy, 2 triệu, 10 triệu đó là ngựa là nó bỏ ngựa thiệt lên cho bạn chơi luôn. Rồi, thì đầu tiên là cách xếp cờ. Thì bàn cờ của mình là bàn cờ 8x8 là có 64 ô đó. Thì có vị trí là từ 1 đến 8 hoặc là cái ô ngang là A, B, C, D, E, F, G, H đó, như cái lớp bạn học đó. Mấy cái lớp mà lớp 1A, 2A, 3A, 4B, 5B, 6 gì tùm lum đó. Rồi thì đầu tiên là con cũng khá mạnh như đây đi. Thấy con ở ngoài kia mình xếp là hai con xe. Thì con xe, đây con xe các bạn nhìn nó như cái tòa thành đi. Ở trên đây có mấy cung thủ đứng trên đây bắn cung nữa nè. Đó, cũng khá là dễ nhận diện ha. Bộ này tại bộ rẻ tiền thôi, chứ bộ nào mắc là nó bỏ nguyên chiếc Sachia lên cho bạn chạy luôn. Sachia Sonic rồi đó. Đây thì hai con xe, mỗi bên hai con thì hai xe trắng để bên đây ở ngoài góc ngoài ghìa đó. Tiếp theo là hai xe đen. Ok, tiếp theo là con xe đen nãy là cái con ngựa đầu tiên mình nói, thì cái vị trí là đứng kế con xe luôn nha. Đây hai con ngựa mỗi bên. Ngựa đen đây. Thì tiếp theo đứng kế con ngựa, con mã là con tượng, cũng giống như con cờ tướng thôi. Con tượng là có nghĩa là con voi đó. Đây con tượng nó thì nhìn nó cũng khá là giống con tốt nha các bạn. Nhìn đi chen thôi mà tại trên đầu con tượng nó có cái núm này nè, nên các bạn cũng phải phân biệt nha. Cũng dễ phân biệt thôi, này các bạn nhìn chút là phân biệt là. Thì vừa hỏi bên là hai con tượng luôn, là có 4 con tượng đó. Tượng này đang đây, hai tượng trắng. Ok, tiếp theo là hai cái ô này là vị trí của con vua lần lượt là của vua và hậu nha. Thì giống như là cách xếp của con vua nó sao là khi bạn cầm vua trắng ở bên đây thì cái ô trắng nằm đây, thì bạn phải đặt vua trắng vô, rồi sau đó con hậu kế bên. Tương tự bên đây là cái ô đen này, chứng tỏ là vị trí dành cho con vua đen nè, rồi hậu thì đứng kế bên vua đen. Cho tiếp theo là cái 8 cái ô trên mấy cái con nãy là sẽ có được một cái lớp phòng ngự bảo vệ, đó là 8 con tốt mỗi bên. Đây vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cách xếp bàn cờ vua nha, rất đơn giản đúng không? Ok, sau khi các bạn đã nhìn được cái bàn cờ và cách xếp cái con cờ á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển của mấy con cờ nha. Cái chức năng nó là cái gì trong bàn cờ vua này? Thì đầu tiên là hai con xe. Thì con xe mỗi lần đi các bạn á, bạn có thể đi tùy ý bao nhiêu ô ngang hoặc dọc nha, không được đi chéo. Giống như là ăn xe mình lên đây, xe bạn ăn xe mình. Đó, đó là cách di chuyển xe rất đơn giản, không gì hết, không được đi chéo nha, chỉ được đi thẳng hoặc ngang thôi. Ok, tiếp theo là con ngựa. Thì con ngựa là cách di chuyển của nó cũng khá là hoàn trong cái bàn cờ vua này đó. Thì con ngựa bạn sẽ đi theo một cái hình chữ nhật, 3 ô ngang và 2 ô dọc nha. Có nghĩa là phạm vi là 3 ô đó, và vẽ cái hình chữ L. Chữ L in là cách vẽ là khi bạn vẽ cái đuôi và cái đoạn dài trước rồi sau đó đoạn ngang. Đây mình sẽ ví dụ đây. Như con ngựa đang nằm đây, nó sẽ đi được những vị trí như ở đây chứ chẳng hạn. Đây nó sẽ vẽ cho chữ hình L đây. 3 ô nghe dài, sau đó ngoặt ra một ô. Đó. Và có đi lên vị trí chẳng hạn ở đây đi, các bạn sẽ phải vẽ sao? Vẽ ra cái trường chữ L dài, 3 ô ngang và ngoặt ra một cái ô dọc lại ra chữ L đó. Một ví dụ nữa. Đây như con ngựa ở đây, nó đang thì nó có thể ăn con này bằng cách đi 3 ô dài, nhảy qua ngoặt ngang. Đó là cách đi của ngựa. Và đặc biệt là trong cờ vua này nó không như cờ tướng mà nó sẽ bị chặn đồ như cờ tướng nha. Bị tướng cờ trong cờ tướng là giống như con này nằm ở đây là nó sẽ bị chặn đi. Nhưng con vua này thì con ngựa nó đặc biệt hơn cái là con ngựa nó phải nhảy qua nha. Ngựa mà ngựa phải nhảy qua chứ ngày giật. Còn trong cờ tướng thì nó phế, nó không thể nhảy qua được. Rồi đó là cách đi di chuyển của con ngựa. Tiếp theo chúng ta có con tượng. Thì con tượng là mỗi bên là có hai con, và hai con đó một con riêng biệt nằm ở ô trắng và ô đen, và hai con đó không thể nào mà nằm trên cùng một vị trí, giống như là hai con tượng cùng ô trên ô đen là điều đó không bao giờ xảy ra, trừ khi hai bên đối nghịch nhau thôi. Giống như là hai tượng trắng thì vị trí của xuất phát của nó là hai điểm C và F nè, là một con ở ô đen và ô trắng. Thì cách di chuyển nó như thế nào? Thì con xe nãy là không được đi chéo và chỉ được đi ngang dọc, thì con này sẽ ngược lại là không được đi ngang dọc mà chỉ được đi chéo. Ví dụ như con này thì mỗi lần đi nó sẽ đi chéo một ô hoặc hai ô tỷ, như lên đây đi, con này đây. Và đặc biệt là hai con này không thể trên cùng một ô một màu nha, giống như con này màu đen là con này màu trắng. Không có vụ mà này đánh hồi cái ra hai con trên một mặt màu đen này là sai, là có gì đó sai sai đó.
Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái di chuyển của cái con mạnh nhất cái bàn cờ vua này luôn á, là con hậu top 1 xe bò cờ vua đó, là con mạnh nhất luôn. Nó có thể dung hợp giữa con tượng với con xe lại nhau nè, là nó có thể đi được những cái gì mà hai con này đi được đó. Giống như là ở đây nó có thể đi ngang, đi chéo, đi ngang, đi thẳng, tùy ý, chéo một bước cũng được, hai bước cũng được, tùy bước, nhiều bước cũng được hết, một lần đi thôi nha. Như lên đây ngang đó, nó là con mạnh nhất cái bàn này đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có con vua. Thì con vua cũng là y chang đi như con hậu luôn, nhưng mà sẽ phế hơn, chỉ đi mỗi lần được một ô thôi. Ví dụ như con hậu thì bạn một lần đi bạn có thể đi 3 ô, 4 ô, 5 ô, 100 ô. Ở chết này, cái bạn này không tới 100 ô, tức là bạn đi bao nhiêu bước thì ý. Nhưng mà con vua chỉ đi được mỗi lần 1 ô, như lên đây 1 ô, ngang ô, chéo ô đó, nó thể đi tự do khắp bạn luôn, nhưng mỗi lần đi chỉ được 1 ô thôi, chéo ngang gì tùy ý. Rồi tiếp theo là con đông nhất cái bàn cờ vua luôn đó, số lượng đông nhất 8 quân luôn đó, là con tốt. Rồi cái con mà lính á thì cái cách di chuyển nó cũng khá là ngoằn nha. Đã cái lượt đầu là các bạn có thể đi 2 ô hoặc là 1 ô, và lượt tiếp theo là các bạn đi 1 ô hết. Ví dụ như lần đầu bạn có thể tùy ý bạn đi 2 ô hoặc 1 ô là quyền bạn, nhưng cái lượt đi tiếp theo là 1 ô hết. Có nghĩa là lần đầu bạn đi 2 ô đi, tiếp theo bạn đi 1 thôi, không được 2. Thì cách ăn của con này nó không như mấy con khác mà ăn ở cái điểm đầu nha, mà nó phải ăn chéo. Có nghĩa như là bạn lên đây 1 ô, như gặp con hậu ở đây đi, thì bạn ăn chéo lên. Còn nếu con hậu nằm ở đây thì con này sẽ không thể đi được nữa, mà phải có cái con gì đó nằm ở đây nè, hoặc con này nó đi ra thì đi lên. Còn giống như có con này nằm đây thì có thể ăn lên, đó nó ăn chéo. Và tiếp theo là một lực khá đặc biệt của con tốt này á, là chỉ áp dụng với con tốt nha thôi, là lực bắt tốt qua đường. Thì á, hồi nãy mình nói đầu tiên là con tốt này khi bạn đi tới nước đầu tiên á, bạn có thể đi 1 ô hoặc 2 ô. Nhưng mà cái 2 ô này á, bạn có thể như bạn vượt qua con tốt kia mà không, giống như con tốt, tốt nó nằm đây đi, nếu bạn đi 1 ô nó có thể ăn bạn, nhưng mà bạn đi 2 ô là bạn như bạn trốn thôi nó này. Thì nó sẽ một lực đặc biệt là lực bắt tốt qua đường. Thì con tốt của đối phương có thể ăn chéo đây và bạn chết ngay tại chỗ. Giống như là trên đường đi đi, bạn ví dụ trên giao thông đi, thằng này đang me cho bạn trong bụi cỏ nè, bạn đi tằng 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 lên đây đánh bắt ngang, bạn chưa kịp lên đây là nó chết đó. Có nghĩa là quân tốt qua đường đó. Thì quân tốt này ngoài lực bắt tốt qua đường ra thì nó còn có một kỹ năng khá là đặc biệt, là khi quân tốt mà các bạn đã dành bao nhiêu công sức để đi được xuống đoạn cuối bên kia của non sông của đối phương á, thì bạn có thể hồi sinh và biến nó thành một con cái chức năng cao hơn, là thành con xe nè, tượng, ngựa. Mà thường ít ai phong này đó, mà người ta sẽ phong thành con hậu luôn nha. Con hậu là con mạnh nhất rồi, ngoài vua ra thì có thể phong hết tất cả, không có được vụ con tốt nha. Chứ phong ngoài tốt và vua ra thì có thể phong biến thành một con khác. Đó là lực phong cho con tốt. Ok, rồi tiếp theo là một lực đặc biệt cuối cùng là lực nhập thành của cờ vua nha. Thì giống như là có nhập thành xa và nhập thành gần. Thì đầu tiên ở vị trí con vua trắng ở đây đi, xe mình ship lại là vị trí mà mới khởi cuộc cái bàn cờ vua. Đây thì lực nhập thành này dành cho vua nha. Giống như là vua cảm thấy đứng bơ vơ chơi vơi khi hậu không còn, hoặc là nó chống chảy nè, thì mình sẽ có một lực nhập thành gần và nhìn lực nhập thành xa. Thì nhập thành gần á có nghĩa là vị trí của vua ở đây là cách con xe 3 ô là nhập thành xa nè, còn ở đây là gần. Giống như nếu vua ở đây thấy quá nguy hiểm thì vua có thể đi vô nhập thành bằng cách đi vô 2 ô và hãy xe ngoài, đó là nhập hành gần. Rồi tiếp theo là lực nhập hành xa, thì tương tự vua sẽ đi vô 2 ô và xe sẽ nhảy ngoài, đó là nhập hành xa. Cái như đây vô là rất an toàn. Và đặc biệt nha, trên cái đoạn đường của vua đi là đặc biệt là không có một cái con nào của đối phương me xuống, giống như với ví dụ ở đây có một con xe trên đoạn đường của vua đi là nhập hành không được nha. Ví dụ như nè, đây có con xe ở đây là trên đoạn đường vua đi, trên đoạn đường vua đi vô có xe nó băng thẳng xuống đây là vua sẽ không thể nhập hành được. Ví dụ ổng đang đi vô nè, đi vô xe chạy cán chín ngắt, đó là không thể nhập hành. Như có con hậu rồi đi, đây ví dụ hơn là có con tượng này nó nhắm xuống cái đường nè, rồi đây nó nhắm vô cái đoạn đường vua đi là sẽ không thể nhập hành được, mà phải trên cái đoạn đường của con vua đi không có bất kỳ cái gì mà nhắm thẳng tới cái tính mạng con vua đó thì chúng ta mới được nhập thành nha. Ok, vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách chơi cờ vua nha. Có bạn nào mà còn thắc mắc hoặc cái gì không hiểu thì cứ comment dưới mình sẽ trả lời hết nha. Còn bạn nào muốn tiếp theo mình sẽ làm cờ gì, hướng dẫn về chơi cờ hoặc bài gì á thì cứ comment đi, mình sẽ trả lời hết nha. Bye bye.